Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong, chưa kịp dọn dẹp nhưng cho lên 6 ngày vì nó quá đẹp rồi. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Mỹ, Chevrolet. Và con này thì sản xuất năm 2010 các bác nhá. Vâng, 12 năm tuổi rồi nhưng mà chất xe thì vẫn còn rất là ok. Đặc biệt là lớp sơn bên ngoài các bác nhìn đồng sơn rất là đều. Xe thì không có lỗi và đảm bảo cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Và đây là một chiếc xe mang biển số thành phố Ninh Bình 35A11481. Một dòng xe chạy rất là ổn định với động cơ máy chỉ có 0.8, là một cái khối động cơ mà nhỏ nhắn xinh xắn tại thị trường Việt Nam. Và với cái mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,5 lít trên 100 cây, khi mà tính tiền ra đấy thì các bác mất chỉ khoảng 1.000 đồng trên 1 km thôi. Đi quá là tiết kiệm luôn. Và tính ra nếu mà các bác đi taxi, các bác sẽ phải bỏ ra một cái số tiền là 12.000 đến 13.000 trên 1 km. Thế nhưng mà các bác đi những chiếc xe như thế này, các bác chỉ bỏ ra 1.000 đồng thôi. Hỏi thật các bác chứ, quá rẻ còn gì nữa. Các bác đi taxi trong vòng 1 năm dần thì khả năng là các bác mua được con xe này. Vâng, và đây là một dòng xe chạy rất là lành bền, thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu dấu cộng, rất đẹp. Xe cứng, đèn đóm thì sáng quắc rồi và không chê được cái gì. Tất cả hệ thống đèn đóm của xe vẫn còn đẹp. Giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ và nói chung là chất xe thì nó lành, được cái là điều hòa mát, máy ngon, gầm chắc. Mỗi có tội cái là bác chủ bác cái điều chỉnh cái garanti của con này nó nhỏ quá. Nên là em cứ nhả ga ra phát là nó lịm máy luôn. Phải nói là mà mày garanti nhỏ cũng là một cái bất tiện. Nhưng mà bác cái lái quen rồi, đâm ra thảo nào bác cứ kêu bảo sao ăn xăng ít thế. Vâng, cái này nó do tay chỉnh của thợ đấy ạ. Phải nói thợ này chỉnh chuẩn phết. Nếu mà bác để nguyên, bác ga cao lên một chút là nó sẽ lịm. Nhưng mà còn đâu là về máy thì cực kỳ êm luôn. Con này hiện nay máy đang nổ đấy ạ. Thế nhưng mà rất là êm nhá. Và được cái là lốp dép của xe thì vẫn còn mới, 4 quả lốp vẫn còn đẹp. Xe cứng, đấy, la răng đầy đủ. Cái này là la răng, là la răng độ lên thôi. Chứ còn vành của nó vẫn là vành gốc. Và chiếc xe này thì đăng ký được 4 chỗ ngồi, không phải là dòng 2 chỗ. Được cái là số sàn 5 cấp, khỏe khoắn, lành. Các bác đi đường trường thì cũng rất là yên tâm. Và những cái mẫu xe này thì ít hỏng vặt giữa đường các bác nhá. Nhiều bác cứ bảo sợ hỏng, nói thật các bác, cái dòng này á, em đố các bác ra ngoài đường mà nhìn thấy con nào hỏng mà chỉ hay nhìn thấy những cái dòng xe to, những cái dòng xe ấy thôi. Chứ còn những cái dòng như thế này, nói thật các bác ấy, để mà là gọi là nằm giữa đường hơi khó. Vì những cái dòng xe này nó lành, cực lành luôn. Thế này là hồi xưa người ta cứ hay taxi dịch vụ chạy con này thì cứ lành bền xa xã như kiểu Molly 10 á. Và đây là một chiếc xe thương hiệu Mỹ các bác nhá. Thương hiệu Mỹ nhưng giá nó lại rất rẻ luôn. Đấy, 2010 mà giá thì còn loanh quanh đâu đó hơn 80 tí. Vâng. Thế còn máy ngon gầm chắc và đặc biệt là chiếc xe này thì đấy các bác nhìn ạ. Hệ thống đèn của xe, đèn halogen, bầu đèn này nó sáng trong luôn. Không gọi là ố vàng luôn. Đấy các bác nhìn bầu đèn vẫn còn như mới vì xe này thì ít chạy đêm. Đấy, bầu đèn vẫn còn rất là đẹp nhá. Cả là đèn pha, đèn cốt cũng như là đèn xi nhan. Và đèn gầm của xe thì nói chung là bóng sáng như mới rồi. Đấy các bác nhìn ạ, đèn gầm này, này. Ánh sáng vàng đi phá sương rất là ok. Đấy, yên tâm cho các bác khi mà các bác đi đường đêm sương ấy ạ. Đấy, hôm trước em ship ra xe lên trên Phú Yên ở Sơn La đấy. Thì em đi được một đoạn đường đèo mới, nói chung là hôm đấy trời tối, sương mù dày đặc. Nhưng mà phải nói công nhận là cái đèn phá sương nó tốt các bạn. Đi đường là gần như là sương mù là mình cứ chạy phe phé. Trong khi đó rất nhiều xe thì phải nằm lại vì là không thể đi được, không nhìn thấy gì. Nhưng mà mình chỉ cần bật sưởi lên và mình đi rất là yên tâm. Đấy, còn lốp con này thì là lốp mới nhá, lốp Michelin, lốp 165-70R13. Và lốp đẹp này thì cũng tương đối là ngon. Đấy, lốp đẹp luôn này, căng cứng luôn này. Đấy, và xe thì đảm bảo cho các bác là không có lỗi nhá. Nên là các bác yên tâm, máy gầm chất, xe không lỗi. Đấy, và cua lốp này. Đấy, cua lốp này, vẫn còn là ngon luôn. Đấy, sơn xi sạch sẽ, đều. Đấy, tôn vỏ mỏng. Và được cái là cái dòng này thì nói chung là một cái dòng xe Mỹ, trước người ta làm rất là cẩn thận. Đấy, chỉ keo đây. Chỗ này luôn nhuôm một tí này. Đấy, cái này bình thường các bác nhá. Mình nói chung là mua cái loại này thì nói thật các bác chứ đừng hỏi là bảo nó zin nhiều quá. Theo năm tháng thời gian đến cả tôn mỏng, tôn tầm khoảng 2 ly đó. Khi mà theo năm tháng thời gian tôn nó sẽ mòn đi một chút. Cái đấy rõ ràng. Vâng, thế còn đây. Kính chỉnh điện, con này thì sơn người ta gọi là sơn zin là còn 0% nhá. Còn sơn lại đồng sơn gì tốt rồi. Chứ còn để đến bây giờ mà nếu mà chục năm, em nói thật các bác chứ kể cả xe máy thế, nhựa nó bị bay màu theo thời gian rất là nhiều. Đấy. Còn nội thất bên trong con này thì được cái chấm điểm là cái phần táp lô rồi. Toàn bộ mạ vân carbon cực đẹp luôn. Đấy các bác nhìn này. Vân táp lô rất đẹp, ở trông nó sang trọng mà gọi là thể thao, nhìn nó cũng sướng.
Còn cánh các thứ của xe thì được cái là bao đẹp cho các bác, nhưng mà không có lỗi, không mất gọi là không có lỗi đâm va nhá. Nhiều bác cứ hỏi bảo keo chỉ còn không, đấy chỉ này còn nguyên này, có nguyên, đẹp nguyên này đấy. Mà được cái kính điện 4 cánh rồi, xe kính điện 4 cánh, em đang khóa điện và tính em nó cẩn thận. Vâng, mình khóa điện gọi khi mà những chiếc xe cũ ấy, thì ví dụ cái hệ thống điều hòa quạt gió nó chạy, nó chạy cái là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến ắc quy. Đấy, kính điện này lên xuống nhá, không lại nhiều bác ấy bảo là không lên được xuống. Đấy, lên xuống đầy đủ luôn, kính điện nhẹ nhàng. Đấy, tất cả các hệ thống kính quắm của xe thì còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, không có lỗi. Đấy, và được cái là con này thì có chiếc quả trần thì hơi bẩn một chút, xe chưa dọn nên là trần bẩn, thì cái này thì em sẽ về đánh dọn lại cái trần, riêng trần da này nói thật các bác chưa cho cái chất tẩy giờ vào phát cái là nó bóng như mới luôn. Thế còn nội thất da của xe thì vẫn còn đẹp, da này sờ rất là mềm, dòng này da cao cấp nhưng mà được làm lại rồi. Đấy, cái da này sờ rất là mềm luôn. Đấy, ngồi nói chung các bác đi đường thì ngồi những cái dòng này thì bao giờ êm ái sướng, nói chung thật các bác là sướng. Đấy, nội thất hàng ghế thứ hai như thế này, mặc dù đây là một mẫu xe nhỏ gọn nhưng mà cái khoảng không cho cái người ngồi đằng sau ấy ạ vẫn còn rất là rộng, thoải mái cho các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Xe thì đẹp và nói chung là tapi sạch sẽ. Đấy, tapi rất là sạch sẽ luôn. Còn lốp dép con này thì là lốp Matic Radian, lốp đằng sau 2022 này, thảo nào nó mới thế. Đấy, các bác nhìn này, ta lông còn dày, đấy, lốp còn dày dày dã man luôn và vẫn còn ta lông đẹp. Đấy, còn phần cua lốp này, cua lốp này, nói chung là theo 5 tháng thời gian để kiếm được một con xe mà thực sự là phải chất thì đây là một chiếc xe rơi vào tầm khoảng 80% các bác nhá, 80% là ok rồi. Đèn đây, bên này đèn thì trong, trong vắt luôn. Đấy, nhìn rất rõ ràng, đèn sáng đẹp, không có lỗi. Còn bên này thì đèn này phải đánh, cái này chắc chắn phải đánh rồi, nó mờ này. Đấy, đánh đèn cho nó yên tâm. Còn cốp cửa mở thì cái này thì sẽ mở khối bằng khóa ở trên này. Đấy, các bác có thể nhìn được biển số này, rõ ràng, sạch sẽ, chữ nghĩa rõ ràng, không có gãy vỡ gì cả. Có thêm cam lùi cho các bác nhá. Cái này là bác chủ cũng cẩn thận, nhưng mà thiếu mỗi cái cảm biến lùi phía đằng sau đây là thiếu. Vâng, cái đấy là thiếu rồi. Còn đèn này thì cũng đã cũ rồi. Cái này thì bình thường những cái vấn đề đèn đóm này thì khi mà bọn em về, bọn em sẽ xì tút lại một chút để làm sao mà tất cả các chức năng hoạt động của nó hoàn toàn bình thường cho các bác. Vâng, chứ nhiều lúc các bác bảo là mua một chiếc xe cũ thì sẽ phải thế này kia, nhưng mà bên em thì đấy, xe cũ mình cố gắng là mua những chiếc xe mà nó cứng, và khi mà bán cho các bác ấy thì mình chỉ dọn qua thôi, thì nói thật các bác là lãi lời nó cũng không được bao nhiêu. Mà bây giờ mình mua những chiếc xe kém về thì chi phí sửa chữa dọn dẹp của mình nó nhiều, thực sự là cái công ấy nó mất thời gian nhiều. Bên em thì bán xe nó rất là nhiều, nên là cái vấn đề mà để mà dọn dẹp cùng với các bác cho các bác để nó đẹp ấy ạ, mình dọn ít thôi, xe cứng dọn ít thì nó sẽ chi phí và lãi thì nó cũng sẽ nhanh hơn, chứ mình đi mình dọn dẹp nhiều quá ấy, thì mất thời gian không làm cái gì ạ. Vâng. Đây, cái bộ này là bộ lót ghế ở xe cho người lái này. Ui, cái này sướng thì thôi rồi, riêng cái bộ này các bác lãi được đôi 300 rồi nhá. Đấy, thế còn lốp sơ cua này, con này thì hậu rất đẹp. Đấy, đồ đầy đủ luôn. Và cái này thì đấy các bác nhìn ạ, lòng này nó vẫn còn đẹp, căng, nhưng mà cái kiểu nó để lâu năm nó han đấy ạ, chứ còn không vấn đề gì nhá. Tất cả các cái lòng vè này của xe thì vẫn còn đẹp, cứng luôn. Và nói chung đảm bảo cho các bác không có đâm đụng. Đấy, theo thời gian 5 tháng thì không tránh khỏi những cái kiểu han ố. Kính nó còn zin nguyên này, 2010 này, kính còn zin này. Đấy, và đây cũng là một mẫu xe lành, chạy rất là lành luôn, ăn xăng thì ít, như ngửi 4,5 lít. Đấy, giá nóc đầy đủ, nắm rất nhẹ nhàng chắc chắn này. Và đây, cửa bên này này, đấy các bác nhìn ạ, tapi đẹp sạch sẽ luôn nhá, vẫn còn gần như là mới tinh. Chỉ keo này, đấy, chỉ keo còn đẹp lét này. Vâng, và đây là một dòng xe giá rẻ. Vâng, dòng xe giá rất rẻ. Đấy, các bác bỏ ra có mấy chục thôi, nhưng các bác mua được hẳn một chiếc Spark Mỹ. Còn hơn là các bác đi mua Matiz. Dòng Matiz thì cũng là một dòng xe lành, giá nó chỉ khoảng tầm 4-5 chục thôi, nhưng mà đời nó chỉ khoảng 2003-04. Còn đây là tận 2010 cơ mà. Vâng, 2010 chứ không phải là 2000 mấy nhá. Nhiều bác đi so sánh con xe, cứ đi so sánh hình dạng xong rồi ra giá tiền bỏ trêu. Cái đấy nó liên quan đến đời đó các bác. Đấy, chỗ này chỉ keo luôm nhôm này. Đấy, vâng, cái này là chỉ nó dụng chứ không phải là đâm va mất chỉ đâu các bác nhá. Cái này bình thường, không nhiều bác ấy bảo là
Ô mất chỉ là mất ấy, không phải. Cái đấy nhiều lúc cái chất keo của chỉ nó bám nó không chặt ấy, thì là đi lâu năm rồi nó rụng ra. Cái đấy quá bình thường. Vâng. Nhiều bác ngồi nhà theo kiểu là mình khoa học quá, thế là đến lúc các bác phán toàn những câu xanh rờn. Chất xe này em thì bán theo hiện trạng thôi, chứ mình cũng mua sao bán vậy. Đấy, xe thì nó có độ chất của nó. Và nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh như thế này thì đây là một mẫu xe rất là cứng cáp cho các bác. Một mẫu xe giá rẻ. Vâng, thực sự là rẻ luôn. Con này thì các bác với cái tầm tiền như của em là hơn 80 ạ. Các bác mua một chiếc xe máy các bác chứ, mưa thì vẫn lên mặt, nắng vẫn lên đầu. Đi trời nóng thì nó nóng bức và phải mặc áo mưa rồi áo chống nắng. Thế nhưng mà đây cái này thì nó hơi mòn một chút. Vâng. Còn đi những chiếc xe này điều hòa vừa mát, máy vừa ngon, tội gì mình không mua. Con này đề cái lên ngay, rất nhẹ. Guarantee thì lúc nãy em cũng đã ấy rồi. Đây các bác nhìn này. Đồng hồ công tơ bét của nó là 1.000. Đấy, 1.000 vòng phút, máy ngon, không có lỗi nhá. Không hề có lỗi luôn. Đấy, điều hòa mát lạnh, màn hình thì không biết là có chạy hay không. Để kiểm tra. Cái này vẫn được kiểm tra. Hôm qua thì kiểm tra là màn hình đấy có màn hình này. Đấy, kiểm tra thêm cái cam lùi nữa. Ai chà, cam lùi là kết hợp đang có vấn đề. Cái này thì sẽ chỉnh sửa để làm sao cho các bác có một chiếc xe ngon lành bổ rẻ. Đã ngon thì phải lành, và lành thì phải bổ rẻ, chứ không thể bảo là ngon mà đắt được. Đấy, bên em tiêu chí nó rất rõ ràng, có sao bán vậy. Vâng. Chứ còn nói chung là tầm tiền này thì một mẫu xe này cũng rất là ok. Còn nếu các bác mua Moling i10 á thì với cái đời này các bác cũng phải mua vào tầm khoảng 140-150 rồi, nếu mà đời 2010. Vâng. Đấy, động cơ máy của nó là động cơ 3 máy nhá, 0.8 nào, chống cabo cái nào. Đấy, động cơ máy 0.8 các bác nhá, cứ gọi 1.0 là 0.8 được. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 4,5 lít trên 100 cây. Máy khô sạch sẽ. Đấy, khô rồi. Khô sạch sẽ và không có lỗi. Đấy, máy đang chạy mà tích tích rất nhẹ nhàng. Vô lăng trợ lái dầu này, rõ ràng luôn nhá. Và xe thì nói chung là dòng xe rất là cứng rồi. Dòng này thì các bác cứ yên tâm là đi nó lành và ăn xăng ít. Đấy, những ai mà gọi là vừa tập lái vừa đi lại lâu dài mà có ít tiền đấy, các bác cứ mua con này, em khuyên thật các bác chứ. Cái dòng này các bác đi lành thôi rồi. Nhưng mà nhiều bác thì cứ bảo là phải mua những chiếc xe cứng. Những cái chiếc xe đấy thì nó tùy chủ thôi. Người chủ cũ người ta đi giữ như thế nào thì mới có những chiếc xe đấy. Còn con này là em chưa có xì tút nhá, chưa có dọn gì cả, nên khoang máy trông nó vẫn còn thế này đấy, gọi là chỉ lau bụi thôi. Chứ còn nếu bình thường thì cái này nó sẽ khô ráo và đen xì sạch sẽ luôn, chứ bóng luôn. Vâng. Các bác có thể nhìn này, đầu răng này, đấy, còn nguyên này. Đầu răng, rồi tai đèn đây. Tai đèn này thì đã được đánh bóng cũng lâu lâu rồi, cũng đã làm keo để cho nó kín nước. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Đây là một dòng xe giá rẻ, nên là nói chung là chất thì nó theo năm tháng thời gian, chứ không thể bảo là nó đẹp xuất sắc được. Nhưng mà được cái là chắc chắn. Vâng. Đây gầm bên này. Đấy, gầm nó như thế này thì em cũng khẳng định với các bác là xe cũng tương đối là ok. Gầm thì chắc và không có mục mọt, không có đi nó không kêu. Đó đấy, đây là một dòng xe nói chung là giá rẻ mà lành bền. Và những ai mà thích chiếc xe này thì có thể là điện thoại cho em Vũ Duy ô tô nhá. Bên em thì thu mua tất cả xe giá rẻ, cứ xe nào nói chung là cứ hồ sơ giấy tờ đầy đủ mà chuẩn chỉ là em sẽ mua. Nên là các bác nào mà có nhu cầu muốn bán mà thấy sợ là ở đâu đó người ta trả giá thấp ấy, thì cứ gặp em sẽ trả giá cho các bác nhỉnh hơn để các bác có được một chiếc xe bán được yêu thích và giá nó cũng phải chăng. Còn xe bên em thì rất là nhiều, các bác nào thích thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Và nói chung là đánh giá thì đấy các bác nhìn ạ, có sao bán vậy thôi, không phải giấu giếm gì cả. Đấy, xe cứng thì chắc chắn là tiền nó cũng nhỉnh hơn một chút. Và đương nhiên là các bác có một chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Đấy, nội thất vẫn còn tươi, điều hòa vẫn còn mát, xe vẫn còn cứng. À, các bác nhìn này, nội thất nó đẹp này, tội gì không mua. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Mà đấy, máy đang nổ mà êm, phải nói là êm quá luôn đấy. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe từ 10 triệu cho đến 1 tỷ. Xin chào các bác.
Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.